Xin chào mừng tất cả các em. Thầy rất vui khi mỗi tuần trôi qua lại được gặp các em trong giờ học âm nhạc. Thầy chúc các em và gia đình có nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng khởi động theo bài hát Tiếng hát bạn bè mình. Các em vừa khởi động với bài hát Tiếng hát bạn bè mình. Em hãy ghi nhớ bài hát này nhé. Đến với nội dung của bài học hôm nay, thầy cho chúng ta cùng bước vào tiết học số 28, ôn bài hát Tiếng hát bạn bè mình. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được một số yêu cầu như: các em biết hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát, khi hát biết kết hợp với gõ đệm và kết hợp vận động phụ họa bài hát này. Các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, yêu hòa bình, yêu thương mọi người. Các em thân mến, và để đạt hiệu quả cao trong giờ học ngày hôm nay thì các em cũng chuẩn bị một số đồ dùng học tập như các em chuẩn bị thanh phách và tập bài hát lớp 3. Sau đây, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng khởi động giọng theo video hướng dẫn nhé. Tiếp theo, thầy mời các em cùng nghe lại bài hát này. Khi nghe hát thì các em đung đưa theo nhịp bài hát để cảm nhận nhịp điệu của bài hát này nhé. Chim không anh đón mây trời hiền lành.
Ngay sau đây, kém hãy hát và vận động cơ thể như tiết trước thầy giáo đã hướng dẫn. Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ được hát và vận động phụ họa. Các em có thể tự sáng tạo các động tác phụ họa cho bài hát này hoặc có thể tham khảo video sau đây nhé. Ngay sau đây thì mời các em cùng biểu diễn bài hát này.
Em thân mến, như vậy là thầy trò chúng mình cùng tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiết 28, ôn bài hát tiếng hát bạn bè mình. Thông qua bài học này, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Các em hãy học tập lòng yêu hòa bình, yêu thương con người theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ở nhà, các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà, cha mẹ và cùng thực hiện tốt thông điệp 5K. Ghi nhớ bài học bằng cách xem lại video của thầy đã hướng dẫn nhé. Hẹn gặp lại các em trong giờ âm nhạc lần sau. Xin chào các em.